Hello, hello, Dạ em xin mến chào đại gia đình yêu thương của em nha. Chào quý vị đã quay trở lại với kênh Túc Kê Chuyện Ngọc Family Channel. Mến chúc quý vị một ngày thật là nhiều niềm vui và lúc nào cũng yêu đời và lạc quan trong cuộc sống quý vị ơi. Thì ngày hôm nay em xin phép gửi cho quý vị một cái câu chuyện ngắn, có một cái tiêu đề hết sức là độc đáo và thú vị. Chồng mày sang sinh, cho anh sinh một cái đi. Và đây là cái lời tâm sự thầm kín của một cái cô gái. Cô này ở dưới quê quý vị ơi, cô gái đồng quê hai cô này ha. Thì cái cô kia có chồng rồi mà cái cô này thì chưa có chồng, mà hai người chơi thân với nhau dữ lắm luôn. Hai cô này con gái dưới quê mà nó đẹp mà nó trắng dữ lắm luôn. Thì cái cô mà có chồng á với cô này á, thì hai người gặp nhau thì mới tâm sự ở ngoài chợ đó. Thì đàn bà phụ nữ gặp nhau cái là có chuyện này chuyện kia đều nói với nhau hết trơn. Thì cái cô kia cũng phải bán vốn, cổ nói á là cái cô mà chưa có chồng á, cổ ở nhà có mình nên nè, mà cổ đẹp lắm. Thì cổ mới nói với nhỏ bạn cổ là nhỏ này có chồng rồi, thì mới nói là sao mà hôm bữa chồng mày á, sao mà tao nói thiệt nha, trên đời trời đất tao chưa từng thấy ai vậy luôn á. Cái nghe bán vốn chồng mình vậy thì cô này cổ cũng tức, cổ mới nói làm sao chồng tao làm sao mà mày nói chưa từng thấy, tao mày kể tao nghe thử coi ha. Thì hai người mới ngồi xuống gốc cây dừa đó, ngồi xuống tâm sự. Nắng quá mà ngồi gốc cây dừa tâm sự loài chim biển. Thế bắt đầu cái cô kia đó mới nói trời ơi trời, chồng mày nghĩ sao ha, chữa trưa nắng chang chang gì nè ha. Lúc đó tao mới tắm xong, mà trưa đó nắng nóng, tao tắm xong là tao bận cái váy đầm màu hồng, màu hồng cánh sen hen. Rồi sao nữa, mày mặc đầm áo đầm rồi sao? Thì đó, ông chồng của mày á mắc giật, tự nhiên á đi qua nhà tao, cái tao mới chạy ra thì tao đang ngửa đầu đang sấy tóc, cái tao mới chạy ra thì ông chồng mày ổng mới nhìn tao, cái ổng mới nói chào em. Cái tao cũng thấy lạ nha, tự nhiên qua đây chào em rồi không biết là muốn kiếm tao có chuyện gì không nữa. Rồi sao, chồng tao qua kiếm mày rồi có chuyện gì không? Thì đó, để tao kể mày nghe. Chồng mày qua ha, ảnh mới nhìn tao, cái ảnh mới nhìn từ dưới chân tao lên đầu, rồi từ trên đầu dưới chân ảnh thấy ông thấy tao bận áo đầm màu hồng, cái tự nhiên á ổng làm gì nè, ổng nuốt nước miếng ực ực vậy đó. Bà nội ơi, thằng cha chồng mày sao mà ông chồng mày sao mà nó vô duyên gì đâu á, trời ơi, thì ổng thấy mày đẹp ngon quá thì ổng nước miếng ổng ực, ổng nuốt xuống thì kệ ổng đi có sao đâu. Nhưng mà ổng chồng của mày á, ổng nói vậy nè, em có cặp đùi trắng quá, nhìn ngon quá, trời ơi trời, tao chưa từng thấy luôn. Đàn ông có vợ mà đi qua khen gái chưa chồng đẹp là sao? Trời ơi, cô vợ cổ mới nói chứ trời ơi, thì chồng tao ổng thấy mày bận cái áo đầm đẹp thì ổng khen có rồi đâu, tao ở nhà tao bận quần dài không thấy không, cho nên ổng đâu bao giờ ổng thấy cái cặp đùi tao được, cho nên là ổng không có khen tao, mà ổng qua ổng khen mày thôi kệ đi, ổng thấy mày đẹp ổng khen kệ đi, mày không có cảm ơn ông thôi chứ mày nói gì vô duyên gì, chồng tao dễ thương chết luôn. Ừ, dễ thương lắm hen, nhưng mà chồng mày á, mày dễ thương thì mày đem về mày thương đi hen. Ổng qua nhà tao rồi ổng làm gì mày đâu, mày kể tao nghe coi. Trời ơi, tao nghe mà tao nóng máu ghê, nhỏ này kể chậm rì à. Giờ á tao kể mày nghe ha, ông chồng mày hôm qua ổng khen cái đùi em sao nó trắng quá mà nó ngon quá, cái ổng nuốt nước miếng nha, nước miếng ổng là nó tứa ra ổng nuốt xuống. Trời ơi, tao tức lắm rồi, tao muốn đuổi ông về. Nhưng mà tao nghĩ chứ thôi, cũng dù gì cũng chồng mày, tình bạn bè nghĩa sớm mà, chồng mày cũng giống như là bạn bè thôi, chứ bây giờ mình đuổi về thì cũng kỳ. Cái tao mới nói anh qua đây kiếm em có gì không anh. Cái ông nội ơi, ổng nhìn tao mà ổng nhìn cặp mắt ổng đỏ lên ha. Đó, cái ổng mới nhìn, ổng mới nói anh thấy em thì anh muốn cho anh một cái đi được không, cho anh là coi như xin một cái đi. Hả? Cái tao nói trời, sao mà kỳ vậy, tự nhiên qua đây xin một cái là sao trời. Cái cô mà cô vợ của anh này á mới nói chứ trời ơi, thì ổng thấy mày rồi, mày có cho không, cho mẹ luôn đi, như mày cho ổng đại một cái đi có sao. Mày nói chuyện trời ơi vô duyên mày ơi, trời chồng mày sao mày giống dắt ổng về đi rồi mày cho ổng mười mấy cái hai chục cái gì đó. Khi không tao ở đây nè, có mình nên không chồng, tự nhiên mày kêu chồng mày qua xin cho tao cho một cái là sao, tao đâu có cho được. Nhưng mà mày có hỏi ổng là xin cái gì chưa? Tao chưa có kịp hỏi, nhưng mà tao nghĩ là ông chồng mày xin cái chuyện đó chứ chuyện gì nữa. Trời ơi trời, nhiều khi mày chưa có hỏi ổng làm sao mày biết ổng xin cái gì. Mày cho đại đi, một hai cái gì cho đại, mày có nhiêu mày cho nhiêu. Thôi tao không có rảnh,
mày cùng vừa vừa thôi, mày dắt chồng mày về ha không, rồi mày cho ổng mày đóng cửa lại, mày cho mấy chục cái, hai ba chục cái gì á, hai vợ chồng mày muốn làm gì làm, khi không qua nhà tao, trời đất trời, khi không cái bắt đầu ổng nhìn tao, nó nuốt nước miếng vậy, nước miếng cái đầu nó tứa tứa là ổng nuốt xuống vậy nè. Rồi ổng nói cho anh xin một cái được không. Trời ơi bà cố nội ơi, ai mà dám nói ừ nó cho được. Trời ơi sao mày không có thảo gì hết trơn trời á, thảo tiếng Bắc người ta gọi là giống như là thoải mái đó. Ừ, cho đại đi, có gì đâu, tao đâu có nói gì đâu, mày muốn cho không cho đi tao. Trời ơi thôi. Trời ơi tao không có rảnh đâu, mày dắt ổng chồng mày về đi. Khi không đi khen á hả, cái cặp đùi em trắng quá à. Ai mượn. Trời ơi, cái cặp đùi người ta trắng thì ai biểu mày, mẹ bận áo đầm chi, mẹ ở nhà mẹ không bận quần giống tao nè, thấy không, nhưng mà tao bận cái áo đầm là cái quyền của tao, trời nắng nóng tao thích mặc áo đầm. Còn ông chồng của mày thì tại vì chồng tao thấy mày mặc áo đầm đẹp quá thì ổng khen là em mặc áo đầm đẹp, cái đùi em trắng, thấy không, chứ ổng có ý gì đâu nè. Ổng xin cái mà sao mày không hỏi cái đó là cái gì đi hen. Cái cô này có nói trời tức dễ sợ, nhỏ này nói chuyện tao nói ngang như cua vậy đó, thấy không. Trời ơi trời, mày nghĩ sao, ai biểu mày không chịu mặc cái áo đầm ở nhà mày cho ổng dòm đi, khi không qua nhà tao thấy tao mặc áo đầm cái khen hà, bực bội à. Ủa mày thấy không, cái chân của tao nè nó đẹp như vậy nè, thấy không, tao bảo đầm thì khen đúng rồi, nhưng mà tại sao mà cái chân của mày nè như vậy đây, thì đó tao đâu có cái chân tao là lông không nè, thành thử cho tao chưa có tẩy lông thì tao là bận áo đầm nó cũng kỳ, không có được đẹp, thành thử tao ngại mặc áo đầm tao đâu có bận đâu. Bởi vì ổng mới qua nhà mày, ổng thấy cái cặp đùi của mày đẹp, thấy không, trắng trẻo, ổng khen là một cái lời khen tốt đẹp, rồi sao mày không hoan hô cái đó mà mày nói chồng tao vô di thế này thế kia. Ô trời, mày cho đại một cái đi, có mất mát gì đâu, của mày cũng còn y nguyên à. Thôi mày ơi, mày khùng quá. Tuy nhiên khi không cho chồng của mày, mày em dắt về mày cho đi, mày kêu tao cho mày dắt về cho đi. Ủa mà mày có hỏi ổng xin cái gì chưa? Trời ơi thì đó tao chưa có kịp hỏi. Trời ơi để tao nói mày nghe ha. Trời ơi trời, tao kêu ổng qua nhà mày xin đó. Gì? Mày nãy giờ mày kêu ông trả qua nhà tao xin hả? Trời ơi, sao kỳ vậy? Sao mày không cho đi chồng mày mà mày mười mấy cái, hai chục cái mày cho, mày đóng cửa mày cho nè, mày sao mày kêu qua xin tao cho một cái? Trời ơi kỳ vậy. Nhưng mà mày có cho chưa? Không, tao đâu có cho. Trời ơi, nửa cái cũng cho chứ huống hồ diễn cái. Ủa, nhưng mà mày có hỏi chồng tao là ổng xin cái gì chưa? Trời ơi, tao có kịp hỏi đâu, chả thấy tao là nước miếng chả tút tứa 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 đây chả nuốt gì rồi. Cho anh xin cái cặc một cái đi, nhưng mà ổng không có nói là cái gì, tao đâu có biết, chắc là cái xin cái chuyện cái kia chứ cái gì nữa, thấy không. Ông nhìn cái ánh mắt ổng, nhìn cặp đùi tao là ổng nhìn là chẳng xin cái kia chứ cái gì. Mày, bởi vì cái đầu óc của mày nó đen tối, để tao nói cho mày nghe. Trưa nắng đó, tao nhà tao không có cho nên tao mới kêu là qua nhà mày xin. Trời ơi cái đó ai chẳng có. Trời ơi, người phụ nữ nào cũng có mỗi người một cái mà, sao mày nói mày không có được. Nhỏ này nói chuyện. Trời ơi, đầu óc của mày sao nè, tao thui, tao thích vậy. Mày bình tĩnh, mày nghe tao lắng nghe tao nói nè, mày ngắn lỗ tai mày nghe tao nói nè. Tao kêu ông chồng tao qua xin mày một cái. Mà cái đó là cái gì biết không, để tao giải thích cho. Cái đó cái gì mày nói lẹ lẹ đi, tao bực quá hà. Tao bực hai chồng mày, sáng giờ tao không có làm ăn gì được á. Tự nhiên tao bị ám ảnh bởi chữ mà xin cho anh xin một cái đi. Trời ơi, để tao nói mày nghe. Ông chồng tao á, ổng nghe lời tao qua bển, tao nói anh ơi qua nhà của con Ngọc á xin một cái đi. Cái đó đó là cái mà cái chổi đó, hiểu không? Cái chổi gì nè, để tao nói cái chổi gì, tao bực quá trời quá đất hà, cái chai chổi gì đây ha. Anh xin một cái nhưng mà đó là cái cây chổi chít. Đó, cây chổi chít. Thì bắt đầu là ông nội ơi, ổng qua ổng thấy cái cặp đùi mày đẹp quá, ổng quên mất cây chổi chít rồi, ổng nói là cho xin một cái cho nên mày mới hiểu lầm đó. Thấy không? Vậy hả? Vậy chồng mày qua xin cây chổi chít hả? Vậy mà không nói sớm, nhà tao chổi chít cả đống kìa, mười mấy hai chục cây tao cho 10 cây luôn. Trời, đó là một cái sự hiểu lầm quý vị ơi. Cảm ơn đại gia đình của mình rất là nhiều. Bởi vì trong cuộc sống này mình nghe chưa hết câu chuyện á, chính tai nghe mắt thấy mà mình chưa chắc đó là sự thật, nó huống hồ gì mình chỉ nghe có phân nửa vời thôi. Thì cái cô gái này lại hiểu theo ý khác. Còn cái anh chồng của bà quê thì nói là xin mượn cây chổi chít quý vị ơi. Chổi chít người miền Bắc người ta gọi là chổi chít. Chổi chít là một cái cây chổi nhỏ nhỏ để quét như chổi lông gà vậy, quét cái trong nhà quý vị. Thì đây là một cái câu chuyện ngắn mang tính chất kể chuyện tiếu lâm vui thôi quý vị. Xin cảm ơn quý vị rất là nhiều vì lắng nghe câu chuyện của em. Xin chào và hẹn gặp lại mọi người trong những clip tiếp theo nha. Xin chào.